dù là từ từ nhẹ từ từ nặng đều cần có phải sự giúp đỡ của gia đình và có sự hỗ trợ thêm về mặt chuyên môn. Và từ từ nhẹ tức là con vẫn có thể nói được, tôi nghĩ thế, rất là nói được, nhưng mà cái cách con nói câu nó ngắn chẳng hạn, hoặc là nó có những cái sự mà diễn đạt nó không được tốt, ví dụ kể chuyện kém này, đối đáp kém vân vân, con chỉ nói những cái nhu cầu đơn giản đơn thuần thôi, con không biết kể chuyện, con không biết hiểu những cái từ bật từ bóng từ nghĩa đen ấy. từ nghĩa đen con hiểu, nhưng nghĩa bóng hiểu, ví dụ như là từ bóng ví dụ như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì con chỉ hiểu đúng cái nghĩa như vậy thôi, con không hiểu cái nghĩa bóng của cái câu đấy, nghĩa là như vậy gần người xấu thì mình sẽ bị ảnh hưởng và gần người tốt thì sao hỏi nhiều, thì con chỉ là mực gần mực thì đúng là chiều đen thôi, hay gần đèn đúng là ngọn đèn sáng vậy thôi, tức là có hiểu nghĩa bóng rồi thì gặp khó khăn về mặt giao tiếp xã hội, con chỉ có thể mà cần thì con biết nói thôi, con biết chia sẻ, con biết tâm sự, con biết bộc lộ, con biết quan tâm hỏi han đến người khác, mà con chỉ biết nhu cầu của mình thôi. Đấy, tự từ nhẹ như vậy vẫn cần sự hỗ trợ của gia đình, hỗ trợ về mặt tâm lý như là động viên con này, gần gũi con này, khuyến khích con này, hướng dẫn con hàng ngày, chơi với con, dạy dỗ con, rồi con có những khó khăn gì thì mình chia sẻ với giáo viên, thì giáo viên hỗ trợ thêm. Còn khó khăn nhiều nữa mình có thể nhờ giáo viên chuyên biệt để dạy con thêm phát triển ngôn ngữ. Bên cạnh đấy thì mình cũng phải tích cực dạy con đương nhiên rồi, dạy con nói mọi lúc mọi nơi này, rồi gia đình đều cùng đồng lòng tham gia dạy con, không phải chỉ riêng một người mẹ đâu mà người cha chơi với con cũng là dạy con, rồi anh chị em chơi rất là tốt, vì anh chị em dạy con thì cái sự tiếp nhận thông tin nó rất là tốt, vì cùng một cái ngôn ngữ cùng với lứa tuổi mà, học bạn bè chơi với bạn này, những khi cha mẹ là hướng dẫn con chơi với bạn, nhường bạn đồ chơi vân vân để con có thể tăng cường tiếp xúc, tăng cường hòa nhập, tức là biết mình biết người, không chỉ tồn tại mỗi mình mà mình phải biết chia sẻ mới được sự quan tâm người khác, thì cái điều đấy cũng lại là động viên cho con để con tiếp tục những cái tương tác hòa nhập tốt hơn. Thế thì bên cạnh cái chuyện mà giáo dục chuyên biệt dạy dỗ con của cha mẹ cũng như của giáo viên thì cũng có một cái sản phẩm hỗ trợ thêm để giúp con có thể cải thiện cái tình trạng tự kỷ nhẹ tốt hơn, đó là sản phẩm Hữu Nậu Khang, là sản phẩm thảo dược bao gồm các cái thảo dược từ thiên nhiên và có cung cấp các cái vi chất thiết yếu cho não bộ để giúp cho cái sự cải thiện về mặt não bộ này, tăng cường dưỡng chất này, tăng cường năng lượng này, tăng cường chuyển hóa tại não bộ, tăng cường dẫn truyền qua màng tế bào thần kinh, kết nối thần kinh với nhau, điều hòa hoạt động não bộ tốt hơn, thì cũng sẽ giúp cho con cải thiện về mặt ngôn ngữ cũng như về mặt tương tác, hành vi cũng như giấc ngủ. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ạ. Mẹ. Thực phẩm chức năng cốm Vương Não Khang giúp tăng cường khả năng học tập, tính tập trung và phản xạ cho trẻ, hỗ trợ tăng cường trí tuệ trẻ em. Sản phẩm dùng cho trẻ chậm phát triển nhận thức, trẻ chậm nói, chậm giao tiếp, trẻ tự kỷ. Thực phẩm chức năng cốm Vương Não Khang bên con mỗi ngày.